Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Dưa xì biết ngày hôm nay, Triều Lê Diện hẹn hò, TFBOYS bất hòa, Lý Dịt Phong và Trần Ngọc Kỳ đổ lội cho nhau Đối với những người yêu thích xem tin tức khoa ngữ thiếu như họ đều sẽ chú ý đến hàng loạt tin dưa xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra, Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được cư dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Hãy cùng Carol xem những ngày gần đây trong số biết hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhé. 1. Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch, phim dạ tình thật Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch không có khả năng đâu, hai người chỉ đơn giản là đồng nghiệp, chứ chẳng có cảm xúc gì cả. Bố mẹ Triệu khi Mặt quản cô ấy rất nghiêm, sẽ không để cô ấy yêu sớm như thế. Mà Bạch Kính Đình cũng không có hứng thú với cô ấy. Hơn nữa Bạch Kính Đình từ lâu đã có bạn gái rồi, người trong giới cũng biết chuyện, chỉ là chưa tuyên bố cho công chúng biết mà thôi. Tuy nhiên Bạch Kính Đình vốn vẫn luôn tiếp thị hình ảnh cô đơn, một khi chuyện hẹn hò lộ ra trừ khi fan chịu chấp nhận, nếu không thì quả khó mà lường được. Hiện tại Bạch Kính Đình cũng đang cố nâng cao diễn xuất và tránh bị ràng buộc bởi lưu lượng. Bởi vì nếu vào được hàng ngũ diễn viên thực lực thì có rất nhiều chuyện mọi người đều sẽ dễ dàng bỏ qua. 2. Dương Tử lo sợ Kiều Hân Phim mới của Kiều Hân và Cung Tuấn lên sóng, mặc dù thành tích cũng không có gì nổi bật, nhưng cũng đã giúp địa vị của Kiều Hân trong làng giải trí ổn định hơn. Nhìn thấy tài nguyên của quê mật ngày càng tốt, Dương Tử sợ một ngày nào đó mình sẽ bị vượt mặt. Nhưng so với Kiều Hân mà nói, Dương Tử biết bản thân mình còn thiếu đủ thứ, ví dụ như ngoại hình chẳng hạn, Cô ấy và Kiều Hân cách nhau và dạy phố luôn. Còn về bối cảnh gia đình thì cô ấy cũng không bằng. Bố của Dương Tử cho đến hiện giờ vẫn lợi dụng con gái để kiếm tiền. Trước đây còn nhận về cho cô ấy rất nhiều phim dở khiến cô ấy gặp khó khăn. Tuy Dương Tử và Kiều Hân là bạn thân, nhưng dưới lợi ích, không biết họ có thể đi xa hơn được không? Ba Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ đổ lỗi cho nhau. Thành tích của Kính Song Thành không tốt và đoàn phim cho rằng đây là lỗi của Lý Dịch Phong. Do lưu lượng của anh không còn nên chẳng thể cân nội phim. Nhưng Lý Dịch Phong sao có thể đi nhận lợi này cơ chứ? Anh ấy trực tiếp gửi rất nhiều thông cáo dậm đạp diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ, nói cô ấy đơ và không cân được phim. Cả Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ không dám mang biên kịch bởi biên kịch là người của Tencent, nên họ chỉ có thể đẩy trách nhiệm cho nhau mà thôi. Mà thấy kín song thành không ổn nên Trần Ngọc Kỳ cũng chẳng tiếp thị nữa, chuyển sang tập trung tuyên truyền cho bộ phim đóng chung với Lâm Nhất. 4. Điện lệ Nhật Ba sắp ghi về công ty khác đình lệ nhiệt ba gần đây qua lại rất thân với một công ty sản xuất khiến nhiều nghệ sĩ trong giới nghi ngờ. xét cho cùng thì tình hình phát triển hiện tại của đình lệ nhiệt ba khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị. mà thời gian gần đây cô ấy có liên tạc quá nhiều với công ty kia, không nói đến chuyện tài nguyên của công ty này tốt thế nào, chỉ còn nói đến chuyện trong giới có nhiều nghệ sĩ không thể hợp tác nổi với công ty này. cho nên đình lệ nhiệt ba và công ty này hợp tác thì sẽ khiến nhiều người khó chấp nhận được, e rằng lúc đó cô ấy sẽ gặp phiền phức thậm chí còn có thể bị bôi nhọ nữa. 5. GF Boys bất hòa Không phải là mối quan hệ giữa ba bản nhỏ chưa bao giờ là bất hòa cả. Trong xuân vạn họ cùng đi tậu duyệt nhưng vì tham gia với tư cách cá nhân và không hợp thể nên họ không đi chung. Còn giữa họ đúng là có sự cạnh tranh, Vương Nguyên không vào cuộc. Kiến này bởi anh ấy chủ yếu tập trung cho âm nhạc và sâu giải trí. Mảng phim ảnh không nằm trong kế hoạch của anh ấy. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đều lấy điển ảnh làm trọng, mặc dù loại hình không giống nhau cũng không cạnh tranh tài nguyên, nhưng dù sao họ cũng là thành viên của một nhóm. Mà Vương Tuấn Khải là đội trưởng, nhân khí vốn dị đã cao nhất, nhưng kết quả là bây giờ Dịch Dương Thiên Tỷ lại đạt được nhiều phi mạnh hơn, nên đoàn đội hai bên cũng không tránh khỏi việc phân cao thấp. Hai người giống như kỳ phùng địch thụ, chẳng khác gì Đặng Siêu và Huỳnh Hiệu Minh năm xưa mối quan hệ giữa các đoàn đội chính là kiểu kẻ thù không đội trời chung, nhưng nói thật là mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Lý. Nhưng nói thật là mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tị đúng là vi diệu thật, sẽ có chuyện hơn thua nhưng lại chưa đến mức tạo thành mâu thuẫn lớn và trợ mặt với nhau. 6. Tencent có một bộ phim chủ đề eSports mà vẫn luôn đợi lịch trình của Dương Dương. Mặc dù Dương Dương không quá cử tuyệt bộ phim này, nhưng đoàn đội lại không muốn anh ấy cứ khoanh vùng 7. Phim tiếp theo của Viên Bang Nghiên là bộ cổ trang thần tượng Bạch Trạch Lệnh. Hiện tại Viên Bang Nghiên chủ yếu xem xét kịch bản phim cổ trang bởi dòng phim này dễ hút fan, chỉ có điều vốn đầu tư của Bạch Trạch Lệnh không lớn lắm. 8. Chuyện tình cảm của Triều Lê Dịnh có động thái mới, gần đây cô ấy rất thân thiết với một ông lớn bên bất động sản. 9. Sự nghiệp của Lưu Thi Thi thời gian gần đây tụt dốc, rất nhanh, tài nguyên tốt thì không xem trọng cô ấy, những web drama kém một chút thì cô ấy không thích. Vì cứ trận rồi lại bỏ nên mấy tháng qua, Lưu Thi Thi vẫn chưa tìm được dự án nào thích hợp. Mười, Mặc dù chuyện tình cảm của Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa chính là kiểu bí mật công khai, bí mật nhưng ai cũng biết rồi, nhưng họ sẽ không chính thức tuyên bố đâu. Kính Song Thành không thành công như mong đợi, nhưng Carol thấy cả Lý Diệt Phong lẫn Trần Ngọc Kỳ đều không cân đội phim bởi diễn xuất của họ bị đánh giá thấp, chemistry cũng kém nữa, nhờ có đổ lỗi cho ai thì cũng chẳng cứ vạn lại được thành tích phim cả. Còn về Dương Tử và Kiều Hân, là giải trí vốn đặt lợi ích lên hàng đầu, họ có thể giữ mại tình bạn hay không thì rất mà khó nói. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.